tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch cùng nhiệm vụ được giao trong năm 2023, được lãnh đạo thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là những kết quả được ghi nhận tại hội nghị kiểm điểm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra vào hôm nay. Để đạt được những kết quả trên, đơn vị đã phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò của từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, trong năm đã công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. So với kế hoạch, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vượt 2 xã, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vượt 3 xã. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 91,5%, vượt 0,5% so với kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP khu vực nông lâm thủy sản đạt 3,22%, vượt 0,72% kế hoạch. Cơ cấu ngành tiếp tục được đẩy mạnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ngành được nâng cao. Điển hình như sản lượng lúa đạt 1.362.000 tấn, vượt 11,41% kế hoạch. Sản lượng cam trái đạt 223.225 tấn, vượt 14% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành cũng nhận thấy còn một số hạn chế như việc liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa được chặt chẽ, thiếu tính bền vững, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, khắc phục những hạn chế đã nêu.